Ui, nhanh lắm. Nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh lắm. Còn có 15 nữa thôi, không đến. Cảm ơn Phan Văn Cương nhá. Rồi ôi, nhanh lắm. Bây giờ chỉ còn một tí nữa thôi, không đến 2 phút nữa đâu Bình Minh ơi. Rồi ôi, 30 giây nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá. Vũ Max Level lên 988 rồi. Chỉ còn 10 người nữa là 989. 999 rồi. Tuyệt vời, Trung Hình 989 anh em ơi, không tí nữa lại bị cụt. Tuyệt vời. Cảm ơn Dương Đình Tiên nhá. Dương Đình Tiên xem còn anh em ngân hàng nào chưa đăng ký làm nốt đi Dương Đình Tiên ơi. 990 10 9. Lên nào, lên nhạc đi. 8 7. Hay quá. 6 5. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn, hàng triệu người đã ủng hộ cho Phạm Thành Long. Tuyệt vời. 10024. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả những người anh em đã cùng tôi theo dõi khoảnh khắc này. Jenny Pan đang ở Việt Nam hay đang ở nước ngoài đấy? Thế hôm qua chụp ảnh từ ở Hà Nội rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn Kiên Nguyễn, cảm ơn Lan Nguyễn, cảm ơn các anh chị em đã cùng tôi có một cái khoảnh khắc rất là sung sướng này. Có lẽ đây là cái kênh YouTube mà nếu như không YouTube không thay đổi chính sách thì tôi cũng không có phiền lòng để mà bỏ quảng cáo. Thế nhưng mà đây không phải là cái nguồn thu của tôi. Cái ước mơ của một người làm chương trình thì cuối cùng đã nhìn thấy sự thành công của các anh chị. Trong đêm nay có lẽ sẽ là một đêm tuyệt vời và tôi rất là mong được lắng nghe những chia sẻ, được lắng nghe những cái bài học mà các anh chị đã được học ở đây. Và nếu như các anh chị đã từng học từ kênh YouTube này, bất kỳ bài học nào, hãy comment vào những cái bài học đó, hãy comment vào những cái video đó, những cái video đã làm thay đổi cuộc sống của các bạn và của những người xung quanh. 1 triệu người đăng ký, 1 triệu người ủng hộ. Tôi lúc mà tôi làm chương trình, tôi chỉ nhớ trong đầu là sứ mệnh triệu người, làm thế nào để có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người một cách tích cực để giúp cho họ có cuộc sống tốt hơn. Lúc đó bắt đầu mình không thể tin được là mình có thể làm được tới hàng trăm ngàn người, tức là nút bạc có rồi. Thì khoảnh khắc chờ đợi từ nút bạc lên nút vàng quá lâu, tôi mất tới gần 3 năm, nhưng mà cuối cùng thì đã được ở đây. Cảm ơn các anh chị trong ngày hôm nay đã chờ đợi cùng với tôi trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn tất cả các bạn.